Cái này nghĩa là gì? Chơi lại chứ. Quy tắc. Bỏ tiến ba bước. Quân cờ. Xúc sắc. Trở lại ô xuất phát. Trở lại ô xuất phát. Điểm tổng kết là bao nhiêu? Bỏ lượt. Trừ một điểm. Trừ một điểm. Mẫu giáo. Mẫu giáo. Tôi thích chơi cờ bàn. Như thế là trái với quy tắc. Như thế là trái với quy tắc. Tiến ba bước. Tiến ba bước. Hai đến bốn người chơi. Nhà máy điện. Nhà máy điện. Đại dịch. Trừ một điểm. Như thế là trái với quy tắc. 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 Hai đến bốn người chơi. Tiến ba bước. Bắt đầu ở đây. Trừ một điểm. Trừ một điểm. Chơi lại chứ. Trừ một điểm. Đến lượt ai thế? Trở lại ô xuất phát. Bỏ lượt. Tôi thích chơi cờ bàn. Làm thế nào để bạn có thể đi trước? Bạn có thể đi trước. Bạn có thể đi trước. Giường. Trừ một điểm. Sách điện tử. Tiến ba bước. Quy tắc. Bỏ lượt. Bộ mở rộng. Lắc xúc xắc. Kính viễn vọng. Kính viễn vọng. Trở lại ô xuất phát. Xúc xắc. Bộ mở rộng. Bước đó tính 5 điểm. Trừ 1 điểm. Tiến 3 bước. Bạn có thể đi trước.
Như thế là trái với quy tắc. Như thế là trái với quy tắc. Như thế là trái với quy tắc. Làm thế nào để chiến thắng? Cờ bàn. 2 đến 4 người chơi. 2 đến 4 người chơi.